Rồi xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai Trường Thi. Rồi thì tiếp tục đang giao lưu của anh em một cây hải châu, một cây hải châu dáng vân nhân nha quý anh em, dáng vân nhân nha. Cây này thì chi cành thì gọi là thành phẩm rồi, và cây này thì có vách lũa nha, lũa vách. Bonsai Trường Thi đã xử lý lũa và bôi keo chống mục cho quý anh em rồi. Thì cây này thì nó cũng khá là dương cây, tuy nhiên thì nó lũa thì cũng kém của anh em. Của anh em nào chúng ta quan tâm, chúng ta yêu thích chơi cái lũa thì chúng ta nghiên cứu cây này. Chi cành thì rất là ổn rồi, rất là già rồi. Cây này cũng bộ nếp cũng đẹp và đang xây dựng cái tử cũng khá là dương. Cây chi cành khá ok nha, xíu nữa con xanh thì quay vòng của anh em xem. Rồi cái này thì cái quanh, cái này nó khá lớn của này, cái này quanh nó là 47 nha, quanh là 47, chiều cao là 70 và phủ tán thì nó khoảng 55. Chậu này là chậu chữ nhật, kích thước là 50, chiều cao thì nó tầm khoảng 10-15 nha của này. Rồi cái mời của anh em xem gần hơn, của anh em xem cái phần đế của cây nha. Đó, cây này thì nó rất là cao, bên trên thì quay cái quay chiều đứng của anh em, quay chiều đứng nha. Đây, bộ đế rất là đẹp luôn. Cái này nó lũa nha của anh em, lũa nha. Đấy, bên trên thì đã xử lý rồi. Chung là cái lũa này thì nó cũng khá là ok rồi, không có vấn đề gì nữa của anh em. Cây nó đang phát triển rất là tốt. Của anh em xem cái bộ lá này, cây nó phát triển khá là ok rồi, cho nên là cái lũa nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cây nha. Cơ bản là người ta chơi, ta yêu mến cái lũa thì của anh em nghiên cứu cây này. Bộ tán thì nó phải nói là rất là mịn tán rồi, rất là dài nha của anh em xem cái phần cây, cái phần dâm xương nè, rất là lớn rồi nè. Đấy, khá là ok bằng ngọn út nha, cái chi cành nó khá là lớn rồi của anh em, làm rất là kỹ. Hồi xương rất là ok luôn, cái này mùa tới đây chúng ta theo hồn đã chơi trái thôi. Lúa thì được xử lý và bơi keo. Cái này thì nó tầm trung, cái tầm trung một người bê rất là nặng của anh em, hai người bê với một người bê cũng khá là nặng luôn, hai người bê thì thoải mái hơn. Nên là xem thêm rồi. Cây này thì bên sàn thì giao lưu của anh em giá là 5,7 triệu nha, 5,7 triệu bên sàn thì bao ship. Cái cây này ta ship cũng cả triệu của anh em, tiền ship khá là nặng nha. Rồi 5,7 triệu bao ship.